Làm cha mẹ ở thành phố tiền tuyến Zaporozhye của Ukraine có nghĩa là phải cân nhắc mạng sống của con mình. Bởi vũ khí không chỉ là thứ duy nhất có thể tấn công các em. Có một vũ khí khác có khả năng gây tử vong không kém, đó là nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở gần đó. Nhà máy điện hạt nhân này từng sản xuất nhiều hơn bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào khác ở châu Âu. Hiện nó nằm trong tay lực lượng Nga. Nhà máy liên tục bị tấn công và cả hai bên đều đổ lỗi cho bên kia gây ra. Hai mối nguy hiểm đồng thời này, bom và bức xạ hạt nhân, ám ảnh các gia đình ở Zaporozhye. Hầu hết những cư dân trẻ nhất của thành phố chưa bao giờ được học trong một lớp học đúng nghĩa. Các trường học đã tạm dừng các lớp học trực tiếp trong đại dịch COVID-19 hơn 4 năm trước, thì nay đã tiếp tục các lớp học trực tuyến sau khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Trên thực tế, trẻ em đã mất cơ hội giao lưu xã hội, cơ hội giao tiếp. Giáo dục trực tuyến không thể thay thế giáo tiếp trực tiếp. Nó không thể thay thế các bài học của giáo viên. Nó không thể thay thế tình bạn ở trường. Vì vậy, thành phố Zaporozhye đang xây dựng cho tương lai bằng cách tạo ra một hệ thống trường học ngầm. Việc xây dựng một tá trường học ngầm dưới đất được thiết kế để chống bức xạ hạt nhân và bom có khả năng đào tạo 12.000 học sinh đã bắt đầu. Sau đó, các quan chức cho biết họ sẽ xây dựng hệ thống bệnh viện ngầm. Chi phí xây dựng hệ thống trường học ngầm là rất lớn. Riêng ngân sách cho một phòng tập thể dục đã lên tới 2,7 triệu đô la Mỹ. Các nhà tài trợ quốc tế đang chi trả phần lớn chi phí này và chính quyền địa phương cũng như trung ương đã ưu tiên chương trình này ngang bằng với việc tài trợ cho quân đội. Chúng ta hiện đang ở giữa một hầm trú ẩn bức xạ cho trường, đang được xây dựng để học trực tiếp, không phải trực tuyến, để trẻ em có thể học trong thời gian thiết của luật. Dự kiến lạc quan nhất thì trường học ngầm sẽ sẵn sàng đón học sinh vào tháng 12. Trường có 3 lớp cốt thép, tổng cộng là 400 tấn kim loại, cộng với 3.100 mét khối bê tông cốt thép. Tòa nhà sẽ nằm ở độ sâu gần 1 mét đất, che phủ bên trên là một sân bóng đá và sân chơi. Trường sẽ có hệ thống lọc không khí, hai đường dây điện riêng biệt và khả năng hoạt động tự cung tự cấp trong 3 ngày, bao gồm cả nguồn cung cấp thực phẩm và nước.